Dạ xin chào anh em. Thì hôm nay em lại giới thiệu đến anh em là cái máy mà sán cỏ cầm tay, rất là gọn nhẹ và tiện lợi cho mình sử dụng, mình làm vườn, tỉa cành, tỉa cây, những cái công việc lặt vặt, cắt cành, cắt cây đồ á, rất là gọn nhẹ và dễ luôn nha anh em. Thì giờ em sẽ giới thiệu đến anh em là cái máy nè của Black Decker. Đó, cái máy này á, nó pin tích hợp trong thân máy luôn. Đó, cái pin tích hợp trong thân máy luôn. Nó gồm là đi theo cái bộ sản phẩm là gồm là một cái lưỡi sáng cỏ ngắn và một cái lưỡi dài để dành cho anh em tỉa hàng rào hay là tỉa những cái cây có tán tròn hoặc là những cái cây mà nhiều nhánh á, để cho anh em mình tiện lợi. Thì theo máy là một cái hộp phụ kiện đầy đủ là gồm là một sạc. Đó, một sạc nè. Một sạc, một cái lưỡi dài, một cái lưỡi ngắn và một cái bao tay để làm vườn và một cái kéo tỉa cành. Đó, rất là chắc tay luôn. Đó, đó thì cả bộ này nè em bán cho anh em với giá là 1.200.000. Đó, hàng này là hàng mới chính hãng, em bảo hành cho anh em 1 năm. Đó, thì bây giờ á nó hoạt động như thế nào, thì khi mà mình lắp cái lưỡi vô á, thì ở đây nó có hai cái cần gạt với cái nút thôi, mình chỉ cần bấm nó là nó sẽ chạy nè. Đó, thì giờ em cắt thử cỏ cho anh em mình coi nha. Đó, đó, cắt rất là gọt nữa. Tức là em xén thử cỏ cho anh em mình coi. Đó, 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 cái lưỡi cắt nè, nó y như cái tông đơn hớt tóc của mình luôn, nhưng mà nó bự hơn. Đó, nó cắt được nhiều hơn. Đó, nè, anh em coi nè, thấy không? Đó, cắt rất là gọn luôn, rất là ngọt luôn. Đó, còn anh em nào mà mình cắt nhiều hơn thì mình gắn cái lưỡi dài. Đó, nè anh em này. Đó, y như cái tông đơn hớt tóc của mình luôn. Đó, 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 đó. Rất là gọn nhẹ luôn nha, mấy chị mấy anh đều làm được, sử dụng được, rất là gọn nhẹ luôn, giá rẻ hợp lý mà bảo hành lâu nữa. Cái thông số của nhà sản xuất đưa ra thì cái cục pin khi mình sạc đầy là mình sử dụng tới 70 phút luôn nha anh em. 70 phút là hơn 1 tiếng á. Đó, thấy không nè, nãy giờ em cắt nè. Đó, thấy không anh chị coi nè, nó cỏ đây nè, em cắt nè. Cắt lại để tiếp cho anh chị coi mình xem. Đó, 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 nó cỏ rất là ngọt luôn nè. Đó, đó, rồi cắt nè. Đó, đó, thì anh chị em nào mà cần cái con này thì cứ liên hệ cho em. Hiện tại là cái con này em đang bán với giá là 1.200.000. 1.200.000 nha anh em, cả bộ combo nè, gồm một lưỡi dài nè. Hồi nãy là trên đây em chỉ gắn cái lưỡi ngắn để em cắt cho anh em mình coi thôi. Còn lưỡi dài nè thì mình sẽ cắt được thường mình tỉa mấy cái hàng rào đồ hay này nọ đó. Đó là mình xài cái này. Đó. Rồi đi theo nó là nó có một cặp bao tay luôn nè. Cặp bao tay này là xịn nè, đó. Cặp bao tay nè. Một cái kéo cắt cành nè. Một lưỡi dài, một lưỡi ngắn, một thân máy và một sạc. Sạc này là sạc 220V luôn nha anh em. Đó, thì trọn bộ này em bán anh em là 1.200.000 thôi, bảo hành anh em 1 năm. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Cái con này thì cái phí ship nó tầm khoảng là 40.000 thôi. Đó, em ship toàn quốc cho anh em luôn, tầm khoảng 40.000 thôi nha anh em. Đó, rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Rồi, em cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào mới xem thì bấm giúp em nút đăng ký để mai mốt anh em không có bỏ lỡ những cái video nào cũng như các sản phẩm mới bên em. Dạ rồi ạ, xin chào anh em.